mang trong mình khát vọng chinh phục những vùng đất mới. Chúng tôi đặt chân đến Quảng Bình, thiên đường của những hang động hàng đầu thế giới, với niềm tin và kỳ vọng tạo nên khu biệt thự sinh thái bậc nhất Quảng Bình. Lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải độc đáo, mang hơi thở của bờ Bắc Đại Tây Dương, 120 căn biệt thự trải dài 5,5 hectare với hai phân khu Ocean và River ôm trọn bán đảo Bảo Ninh, khoác lên mình một vẻ đẹp hoàn mỹ. Khu biệt thự sinh thái Bảo Ninh Sunrise như ốc đảo xanh, thanh bình giữa lòng giải đất miền Trung đầy nắng và gió. Từ đây những kiệt tác kiến trúc được hình thành. Với vị thế độc tôn, một bên là biển cả bao la, một bên là dòng Nhật Lệ hiền hòa. Từ đây phóng tầm mắt, cư dân có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc đất trời và tận hưởng không khí trong lành, ngập tràn những cảm xúc tươi mới. Bảo Ninh Sunrise không chỉ là bản giao hưởng ngọt ngào giữa con người và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, mà còn là nơi khơi nguồn những giá trị sống mới. Nét chấm phá độc đáo còn được thể hiện qua những chi tiết tinh tế như cổng chào, khung cửa, lan can. Tất cả mang đậm phong cách hoàng gia thời kỳ phục hưng, kết hợp cùng nội thất sang trọng, tạo lập một cuộc sống thư thái cho những chủ nhân tương lai, thể hiện đẳng cấp của một dự án nghỉ dưỡng bậc nhất khu vực. Được nối liền với bờ Tây thành phố bằng sợi dây tơ Nhật Lệ, từ Bảo Ninh Sunrise có thể kết nối nhanh chóng đến trung tâm hành chính, nhà ga, sân bay, bến xe, trường học và bệnh viện. Chỉ trong bán kính 3,5 km, cư dân có thể được đáp ứng tối đa các nhu cầu của cuộc sống cùng những tiện ích hoàn hảo. Bên cạnh đó, hệ thống cầu cảng tại Bảo Ninh Sunrise còn là bến đỗ lý tưởng của những du thuyền sang trọng, sẵn sàng cho những chuyến du ngoạn bồng bềnh trên sóng nước, cùng bạn phiêu lưu trên vùng đất mới, và là sự trải nghiệm hoàn hảo cùng niềm vui, tiếng cười sau mọi lo toan bộn bề của cuộc sống. Nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Sun Spa Resort, Bảo Ninh Sunrise được quản lý, vận hành cũng như được thừa hưởng tất cả những dịch vụ tiện ích đẳng cấp chuẩn 5 sao từ khu nghỉ dưỡng hàng đầu Quảng Bình như trung tâm thương mại sầm uất, cầu cảng, bến du thuyền hiện đại, nhà hàng sang trọng, tổ hợp spa, gym, bể bơi chăm sóc sức khỏe tối ưu, khu công viên cây xanh trong lành, khu team building náo nhiệt và phiêu du với vô vàn môn thể thao ở khu vui chơi trên biển năng động. Tất cả sẽ mang lại cho bạn phút giây tận hưởng tuyệt vời sau những giờ làm việc mệt mỏi và thỏa sức đam mê, sáng tạo trên từng cung bậc cảm xúc. Bảo Ninh, hay nói cách khác là bảo vệ sự bình yên cho một vùng đất đặc biệt, nơi giá trị vật chất và tinh thần cùng được tôn vinh trong bản giao hòa trác tuyệt của thiên nhiên, nghệ thuật, con người cùng những âm thanh và sắc màu cuộc sống. Bảo Ninh Sunrise, mặt trời bình minh trên bán đảo Bảo Ninh.